Ok, hôm nay mình với Phụng sẽ dẫn được các bạn đến một cái zip code khác cũng khá là tương đối phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam, mà có thể xem là một trong những zip code mà người Việt mình thích ở nhất trong thành phố San Jose nha. Nhưng mà là thành phố, nhưng mà là zip code tốt nhất. Có thể nếu mà các bạn nói chọn ra một cái zip code mà khu ok, giá cũng không quá cao và gần khu Việt Nam nhất thì có thể nói ngay đến khu 95148. Thì 95148 này thôi lấy lát đi tới đó mình nói, nhưng mà cái trục xương sống của nó vẫn là đường quay. Cái đường quay đi hướng bắc á là 95142, còn cái đường quay đi hướng nam á là 95148. Thì cái đường quay nó sẽ có những cái đường cắt ngang như là đường Thule, đường Norwood và đường này gì? Đường Avon. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ Thule Capital và chúng ta sẽ đi sâu lên Thule gặp quay và sẽ tiếp tục nói về cái 95148. Ok, let's go. Ok các bạn, mình đang đứng ở ranh giới giữa 95127 và 95148. Ở góc tay trái xéo xéo của mình là đường góc đường Ocala và đường Southway Road. Đường này là đường Southway, đường đó đường Ocala, cái trường đó là trường Mount Pleasant. Nếu bên đây là Ocala, nhưng nếu các bạn đi lên nữa thì cái đường nó sẽ thành cái đường Mount Pleasant hay là đường Martin. Thì cái đó là đường chính khu 95148, nhưng mà khu 95148 đó sẽ được đi học trường Mount Pleasant, cho nên giá nó sẽ rẻ hơn. Thì các bạn thấy nè, từ cái con đường Martin này chạy dài xuống cho tới ở đây là Rose Creek, xong rồi tới đường cắt ngang là đường Cunningham, xong rồi tới đường Thule nó mới hết, tức là nguyên gần như là toàn bộ ở dưới cuối cùng có một đường cắt ngang sau qua đường Thule, thì gần như toàn bộ các lốc đường từ đây chạy về tới đường Thule bên tay trái đường Thule sẽ đi học trường Mount Pleasant, cho nên giá nhà của 9548 bên tay trái của đường Thule sẽ rẻ hơn bên tay phải của đường Thule. Thì nó dao động từ trên dưới 1 triệu cho tới 1.1, 1.2, 1.3. Tùy vào cái thế địa mà nó càng gần đường tu liền nhất thì giá nó càng tăng lên. Tuy nhiên vẫn không đi học được trường Evergreen. Mặc dù cái tiêu chí mua nhà của nhiều bạn á, thì chưa chắc là có con nhà cấp 3 đâu, nhưng mà người ta nghĩ đến cái giá trị bán lại, người ta nghĩ đến những chuyện khác. Cái đường Southway Road này á, nó song song với đường Capital là dưới đây nè. Thì những con đường cắt ngang như là Ocala, Cunningham đồ á, cũng có một số khu vực 9148 nằm trong khu vực sau lưng của quận này. Nhưng mà những cái 9148 này á, thì cũng là mình dùng cái chữ là hữu danh vô thực, nghĩa là 9148 hẳn kẻ thôi. Thì được 9148 nhưng mà nó cũng thuộc vào là hao sắc kinh, xe đậu rất nhiều, không trong sắp landscape. Mình thấy cái khu mà nằm giữa đường Southway và đường Capital á, và 9148 á, mà giá trị nhà ok nhất khoảng 1.1 hơn á, là ngay cái trong cái Cunningham. Tại cái đó nó vắng vẻ lắm, mặc dù cái đường Cunningham là đường lớn, nhưng mình thấy nhiều căn nhà bán nó khoảng 1.1, 50.000, mắc nhất khoảng 1.2 thì ok. Còn bên đây thì là hơn 1.000.000 thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái Cunningham, mình quay sơ sơ cho các bạn, rồi mình sẽ đi tới Thule. Ok, Phụng, em biết gì về 98 không? Hãy quay em coi. Em biết ở đây có cái bạc, có cái Cunningham Flick. Ở đâu? Ở dưới đó đó. Ừ. Chỗ mình hay chạy bộ giảm cân á. Thì sao, có điều gì về điều đó? Chạy hoài, ngồi nằm ngủ đó, nhưng đã quá quên chạy luôn. Giá nhà đó thì sao? Hả? Biết không? Mà nói chung thấy em nói chung thấy khu này khá đẹp, yên tĩnh thứ nhất. Bên trái đường Southway đúng không? Bên đi càng về hướng đông á, là đi lên núi á, là nhà càng bắc. Tức là mình càng đi xéo hướng này nè các bạn, cái tay của mình nè. Ở đây là đường Southway với đường Martin đúng không? Càng xéo hướng này á là nhà nó sẽ càng mắc lên, càng sáng này càng mắc lên, càng sâu lên nha. Bây giờ mình sẽ đi dọc xuống dưới. Cái chỗ này á, nếu các bạn đi lên tuốt trên núi luôn, nó có một cái khu Mount Pleasant núi rất đẹp. Đặc điểm của đó là đất rộng và neighborhood rất đẹp, không có cần trường tốt luôn. Nhà nó khoảng 1.8, 1.9, thậm chí 2 triệu luôn. Nhưng mà kén người mua, lý do là địa hình đất đồi, nên khi mua sẽ phải làm retaining wall và foundation rất nhiều. Thôi bây giờ mình đổi kế hoạch, mình đánh cái khu đó trên trước đi. Mình chạy thẳng đường Martin lên ngoài luôn, đánh khu đó trước đi, rồi lát mình vòng xuống mình đi tiếp trên con đường Southway này. Ok, đi bộ ơi. Đây mình đậu đây để học sinh đi qua cái quay trước mặt. Đây là cái trường Mount Pleasant nè, có cái trường đi không? Trường này là trường Mount Pleasant High School. Thì cái trường này á, là đánh dấu cái ranh giới giữa 95148 và 95127. Rồi, quay qua trường đi, quay anh chị. Đó. Bây giờ mình đi cái con đường này từ Southway Road, mình đi lên cái đường Mount Pleasant này. Các bạn thấy không? Thì chính cái căn nhà hai bên đường Mount Pleasant này là cũng 95148, nhưng mà nó sẽ có đặc điểm là người ta không thích là vì gần trường học. Tới giờ tan tầm thì rất là đông người. Và các bạn thấy là landscape cũng không chăm sóc quá đẹp, xe cũng rất nhiều và đây là một cái đường lớn.
như mình đã nói nhiều ở đây thì bên Mỹ này mình thì tiêu chí nó không giống bên Việt Nam, đường lớn nó không có buôn bán, không có commercial được, mà xe ra vô rất khó, tại bạn ghe xe ra rất khó bởi vì xe ta chạy tốc độ cao. Và những cái nơi trường học thì các bạn phải lúc nào phải để ý đó, học sinh nó băng qua băng lại rất là nhiều. Thì hai bên nhà bên đây á, là nó thường bán với giá trị là trên dưới 1 triệu, và vào những thời điểm hot nhất có thể nó bán 1.1 triệu, nhưng thông thường nó rơi vào khoảng 980.000 tới 1.050.000. Khi các bạn chạy hết con đường này bắt đầu lên núi á, thì lúc đó là qua tới cái khu 9.18 xịn hơn một chút, mình tạm gọi là khu núi Pleasant đi, qua Ruby không chưa tới Ruby lại phải vào phải rồi, nhưng mà tạm gọi là khu núi Pleasant đi. Mình coi khơm thì nó lên tới 1.6, 1.7, thậm chí 2 triệu luôn, nhưng mà ở trên đây ít nhà bán nên ít có nhiều người biết tới. Và cái thứ hai á là đa phần là địa hình đồi núi. Địa hình đồi núi nghĩa là sao? Địa hình đồi núi nghĩa là cái nhà có thể nó nằm trên lên trên bên, là cái móng nó phải làm cao lên, thì bạn sẽ tốn hai thứ tiền. Thứ nhất là tiền retaining wall. Retaining wall là những cái bức tường để chặn, tường đá hoặc tường gỗ để chặn cái sự chài của đất, nó không sạt lở. Một cái retaining wall như thế cho thị trường khoảng từ 30 đến 50 đô một square, một linear feet, tức là một feet ngang á. Ví dụ bạn có một cái tường đằng sau đất chài khoảng 100 feet, bạn nhân lên là khoảng 30.000 tiền retaining wall, rất là mắc mỏ. Đó là mình nói là nhà cỡ như nhà ở dưới, địa hình nhà mình hơi chài thôi, chứ còn những cái căn nhà mà nằm trên núi như thế á thì rất là mắc mỏ. Và chúng ta sẽ chạy một khúc chút xíu chỗ này thôi, tại vì chỗ này ít có người mua lắm, và người Việt, nói chung người Việt của mình qua sau này thì họ cũng không thích trên những cái khu gọi là xa rời thành phố nhiều vậy đâu. Đó, thì bạn đi thẳng lên rất đẹp, các bạn sẽ thấy là núi non hùng vĩ lắm. Bây giờ mình sẽ qua phải đây đi, tại cái khúc thẳng này lên ít có nhà bán lắm. Cái qua phải đây đó thì lại ra cái khu này có nhiều nhà bán. Thì những căn nhà ở bên tay phải của mình á, những nhà bên tay phải mình, ví dụ như đường Tokay đồ nào, mấy con đường khá là quen thuộc, các bạn thấy không? Bạn nào mà coi Redfin hay Zillow nhiều là biết. Ở đây là mình đang chạy trên đường Mount Pleasant Road, cái đường Tokay hay là đường Rubion. Những cái căn 9.18 này nè, nó bán với giá là 1.2 triệu, 1.3 triệu, nhưng mà mình quẹo vô một đường nào đó đại cho các bạn xem, nó sẽ bị cái vấn đề là lên xuống núi, cho nên có những căn nhà nó nằm vậy nè các bạn, nó có nằm mặt phẳng, tức là tự nhiên một nửa nhà nó nằm dưới, nửa nhà nằm ở trên, nó kỳ lắm. Ở đây là cái con đường này là cái độ chài nó chưa có lớn á, có nhiều con đường có độ chài vậy nè, nên cái căn nhà nó nằm rất là trên ven chơi vơi, nên nó rất là khó bán là như thế. Và đất các bạn cũng không sử dụng được nhiều, nhiều khi các bạn đi vô á, cái bậc các bạn đi vô là bạn đã nằm nửa cái gara rồi. Đó là cái đặc tính chung của những căn nhà nằm cắt ngang với đường Mount Pleasant. Ok, thì mình chỉ nói sơ sơ như vậy thôi, cái khu này mình không đào sâu nhiều. Thì bây giờ mình sẽ vòng ngược lại cái đường sau quay đó, đi tới đường Thu Lì. Đứng ngay chỗ đường Capitol luôn, Capitol và Thu Lì luôn mới là ranh giới giữa 122 và 48. Mount Pleasant là ranh giới 127 và 148, còn Capitol là ranh giới giữa 122 và 148. Ok, bây giờ mình đi nha. 1958 là ở đây đúng không? Hai quay hả? Hai quay luôn. Reality show. Bây giờ mình sẽ đi tới cuối đường. Con đường này là con đường Capitol. Đường Capitol cắt ngang nè. Con đường này là Thu Lì. Xéo xéo tay của mình á là khu Việt Nam Town, 9.22 Việt Nam Town. Xéo xéo đây nè. Và đi băng qua cái máy bay đó đó. Thì cái con đường này chính là ranh giới giữa 9.122 là khu người ta sẽ cho thuê nhiều, xe phòng nhiều, vân vân. Và ranh giới giữa 9.18. Okay. Ở đây quay cái chữ Evergreen. Cái khu này hồi xưa các bạn, cái khu xếp quê này hồi xưa ế, không ai vô đây hết trơn á. Từ lúc mà cái trà sữa Tison nó về á, hồi xưa cái chủ cũ á, họ mở một cái trà sữa gọi là Pickle ở đường sau, ở đường quay á, gần sang bên B á. Sau đó họ làm ăn được nên họ đem cái mô hình đó về, họ mở cái thứ hai ở Tison. Thì sau khi Tison về rất là đông giới trẻ về, Gen Z đồ các thứ, nên khu vực này thứ bảy chủ nhật rất là đông, đặc biệt là các bạn trẻ chuyên đậu xe. Nó đông tại vì nó mở 12 giờ đêm đó, đúng không? Đây. Đó. Bên kia là ranh giới của 9.22. Chi xéo là Việt Nam sao? Thì khu vực này là khu vực mà nó phân biệt ra giá nhà khá là nhiều. Ví dụ các bạn cứ cần chạy qua cái con góc độ bên kia thôi là 9.5 triệu là có nhà. Nhưng bạn chạy qua góc độ bên đây là lên đến 3.4 triệu, thậm chí 1.5 triệu. Bây giờ mình sẽ đi theo trục con đường Thu Lì này, mình lên một chút xíu nữa. Bên tay phải nó sẽ có một cái khu New Development. Mình gọi là New Development có nghĩa là cách đây mười mấy hai chục năm á, một cái builder vô họ xây một cái khu, phát triển một cái khu hạ tầng mới, nhà mới, chứ không phải là nó mới xây gần đây. Thì đặc điểm trong đây là nhà có thể rất rộng, lên 2.500 square feet luôn, 2 tầng 3 tầng, nhỏ nhất cũng khoảng 1.400-1.500 square feet. Nhưng mà đặc điểm là đất không có rộng lắm, đất khoảng 4.000 có, 5.000 có, 6.000 có maximum.
giá nhà ở đây dao động từ 1.3 triệu cho tới 1.5 triệu. Bây giờ các bạn đi theo mình. À quên, khu này không được học trường Evergreen nha. Tức là phải đi qua cái đường Sao Quai và nằm trên đường Tu Lì, bên tay phải trường Tu Lì á mới là học Evergreen. Ok. Khu này học trường gì? À, Mount Pleasant. Họ vẫn thôi. Một số là Mount Pleasant, một số là học Andrew Hill thì phải, anh nhớ không lầm, để giờ check lại. Ok. Vậy anh nhìn nữa để mình có tính tiền, còn tính tiền Melrose gì không? Không. Melrose hả? Melrose là tiền cầu đường một số. Anh nghĩ mấy chục năm về trước không có cái lực đó, không biết nữa. Cái đó anh không dám chắc. Melrose là thường thường cho new development rồi. Đúng rồi. À, nhưng mà thường thường á là cái new development á là phải những cái khu chống vắng. Ví dụ như em ra Vacaville rồi mới giữa đồng không mong quạnh em xây nhà. Còn ở đây người ta có cầu cống hết trơn rồi. Melrose chẳng qua là tiền cơ sở hạ tầng để phát triển khu mới thôi. Em ra ngoài thôn quê em sang nguyên cái đó, người ta không có gì hết thì em phải đóng cái tiền đó. Chứ còn mấy khu này Melrose gì. Chút tiền thủy. Để số 95148 số tiền Thủ Đức. Lấy đậu xuống xe đã, đó quay dịch quay. Quay dịch quay xong gì không? Ok các bạn, để xuống xe. Đi bộ nói chuyện có vui. Một cameraman đừng cắt nha. Bên này là số tiền đúng không? Nhà bên kia khủng đúng không? Đi số nhà bao nhiêu? Square feet bao nhiêu phòng ngủ? Ok các bạn biết không, trong cái khu này á, là khu new development của 9548 ngay sau lưng khu xe mát đó. Xe mấy chục năm về trước rồi. Cái đặc điểm nhận biết của khu này á, nó có cái chữ Glen trên tên đường. Ở đây là đường Glen Duff, đường Glen Heritage. Xa xa nó có Glen Iron. Thì trong đây các bạn thấy thứ nhất đặc điểm là nhà ngói. Cái khu này có thể xây cùng một năm với cái khu mình nghĩ khoảng 98 mấy 99 mấy á. Nếu mà đi qua cái đường đường cáp đồ này chạy thẳng lên Tu Lì chạy hoài luôn tới cái khu mà cũng 9522. Mà trong mấy cái đường có chữ H, hồi cái tập mà mình với Phụng làm về 9522 có H Stone gì đó, là cũng mái ngói, đặc điểm cũng gần giống. Thì những khu này á, là mái ngói, landscape đẹp, nhà to, đất mình nghĩ khoảng trên dưới 5.000 hơn chút xíu à. Khu này có thể là đất rộng hơn chút xíu á. Thì nói chung là ok. Ở đây giá nhà mình thấy có nhiều lúc hot nhất lên được 6-7 triệu luôn. Còn bình quân thì thường thường nó dao động ở vào khoảng là 4-5 triệu. Nếu mà các cô chú anh chị, các bạn nào thích một cái khu yên tĩnh, nhà bền đẹp thì có thể vô mua ở đây, bởi vì cái gì đó cái tiêu chí trường học không phải đối với ai cũng apply cả. Thì đây là cái khu này, nhà trong khu này thì người ta mua, người ta ở ngoài, người ta không bán, cho nên là rất ít khi nào thấy lên list trong cái khu mà có cái chữ clan giống vậy. Nếu các anh chị để ý, bây giờ bên tay trái của mình là cái Cunningham Park, cái lắc Cunningham, trước mặt mình là giao lộ Y và Tu Lì, mọi người trước à. Thì cái trên cái trục đường Tu Lì này khi qua đường Y á, bên không có chắc chắn 100% nha, phải kiểm tra lại nha. Những con đường như là Almond, Coconut Drive, Napa Drive, những con đường cắt ngang á, cho tới mãi tới Flint Avenue lên nữa. Thì những con đường bên tay phải của Tu Lì, mình nói là 85% là đi học trường Evergreen High School. Nào trong đây nó sẽ có một số khu vực, một số căn nhà chỉ được là optional, có nghĩa là cái trường Evergreen nó cũng xét duyệt, nhưng mà cái khu vực đó sẽ phải đi cả hai trường là trường Mount Pleasant và trường Evergreen, chứ không phải là chắc chắn 100% là trường Evergreen. Nhưng cái khu vực này là được quyền học Evergreen và chúng ta chỉ cần nộp hồ sơ sớm hơn thôi. Còn bên tay trái này á thì là không có được học trường Evergreen. À, những cái đường cắt ngang Vista Harbor đề. Thì cái bên tay trái này á, bây giờ mình đi bên tay trái trước chứ khi mình đi bên phải nha, qua tay trái qua trái chứ. Bên tay trái này á, cái địa hình càng lên đồi nha các bạn, càng Tu Lì càng lên đồi. Cái địa hình nó giống như cái Mount Pleasant hồi nãy mình nói với các bạn vậy. Ví dụ bây giờ cái đường Flint Avenue mình bỏ, mình lên một tiếp một cái đoạn đường nữa, tới cái đoạn kế tiếp đi, và thấy là cái đồi đó từ xa nè, nó đứng thẳng người lên luôn đúng không? Bây giờ cái ngã tư kế tiếp là ngã tư gì mình không biết, nó vào trái đại đi. Thì cái căn những căn nhà bên tay trái này, thứ nhất là học trường Mount Pleasant, và thứ hai là do cái địa hình cho nên cái giá nhà nó thấp hơn của bên phải. Cái địa hình bên đây nó nằm trũng hơn so với mặt đất, do đó một số căn nhà nó sẽ nằm nghiêng vậy nè. Có những căn nhà nó thiết kế là vô là tầng 3 xong đi xuống tầng 2, tầng 1 luôn. Mình nhớ có nhiều căn nhà như thế. Ví dụ giờ cái đầu tiên mình vào phải lên, mình không biết đường gì. Ở đây, vừa vô vào trái vào phải lên ha. Đây là cái những cái khu nhà, đây là đường Rio Bravo. Nào thì bây giờ Phụng sẽ quay. Những cái con dốc nó rất là cao. Các bạn thấy không? Dốc rất cao, đậu xe rất khó, giống như San Francisco vậy. Nhưng mà căn nhà của mình là nó nằm trên cái đồi như thế này đó. Đó, quay những căn nhà kìa. Tức là có phần thấp, phần cao. Do đó nếu mà các bạn sửa chữa hay cái gì á thì cái móng nhà rất là khó, và đậu xe cũng khó nữa. Cái xe mà đậu nghiêng vậy đó, đó nó bị cạ gầm thấy không, nó rất là khó nha. Cho nên những cái địa hình của những cái khu vực bên tay trái này á
ngoại trừ trường hợp không tốt bằng bên tay phải, ngoài ngoài ra thì nó còn có cái vụ địa hình này nữa, cho nên giá nhà nó sẽ không cao. Bên tay trái đường Tu Lì á, giá nhà dao động khoảng từ 1.1 triệu. Cái gần Rio Bravo này rất nhiều nhà bán, thì cái khu cái lúc mà tiền lời lên mà giá nhà bị chững lại á, thì họ bán khoảng 1.1 triệu, có những căn thậm chí dưới 1.1 triệu, 1.0 triệu, 580 ngàn hay gì mình không nhớ nữa. Và khi mà đỉnh điểm thì họ bán được khoảng 1.350 triệu. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại, mình đi bên kia đường Flint, bên kia đường Tu Lì. Nhìn xuống nhìn đá này chứ. Nhà ở đây được cái view đẹp á. Và remodel hay là gì tươi lắm. Cái nhà xe cũng đẹp lắm. Số nhà bự dữ rồi. Chà quá. Rồi, ok. Anh Thắng thấy nhà view đẹp mà đâu có nổi tạ đâu. Cái nào? Đó, những khu nhà trên núi này nè. Thì đẹp, ai nói xấu gì đâu. Nhưng mà tại vì nhiều đặc điểm địa hình hoặc là trường học, dân cư ở bên tay trái của đường Tu Lì á, thật ra người ta vẫn housekeeping nhiều hơn. Những cái khu vực mà housekeeping có nghĩa là chia 5-7 căn nhà ra thì nó đem về cái nguồn income cho cái người chủ nhà, nhưng mà nó sẽ làm xấu cái neighborhood, tại vì số người sống trong cái neighborhood nó quá đông. Họ cũng không có thời gian để chăm sóc cây cỏ, họ phải tráng xi măng hết, làm cho cái phần trước nhà xấu và xe đậu nhiều thì làm cho khu nó giảm xuống. Chứ còn mình, chứ còn original builder nó vô xe nhà nó đẹp và khu nó đẹp rồi. Bây giờ mình đang đứng trên con đường Tu Lì các bạn, lên nữa sẽ là những cái khu nhà rất là mắc cỏ. Càng lên gần đường Ruby Avenue là cái đường cắt ngang á, thì là nhà nó càng mắc. Ở đây cũng gần tới đỉnh rồi. Thì mình tấp vô đại, ví dụ đường Reno Drive đi. Hồi nãy mình quẹo trái đường Reno Drive bên kia, bây giờ Reno Drive bên tay phải. Mình đi bộ vô các bạn sẽ thấy cái khu nó đẹp hơn, bên tay phải nó đẹp. Đó, cái đường Reno Drive bên đây các bạn thấy không? Do cái địa hình bên đây là nó chài xuống dày, cho nên bên kia đường Tu Lì nó thấp hơn, nó bị địa hình kỳ. Còn bên đây là địa hình nó bằng. Ở đây rất đẹp các bạn, thấy à, cây cao, cây cối, cây cỏ trước nhà rất là đẹp, ít có xe đậu. Cho nên bên đây thì mình nghĩ nó sẽ bán vào khoảng 1.5 triệu, 1.6 triệu, tùy vào diện tích nhà, có thể hơn luôn, có thể 1.7, 1.8 luôn, nó tùy vào cái lúc thị trường nữa. Năm 2021 á, rất là nhiều nhà ở khu vực này bán 1.7, 1.8, easy. Bây giờ mình nghĩ á, thì ở dưới đây một đường là đường Primera có một căn đang list khoảng 1.4 triệu, xuống một đường nữa là đường Clean Avenue có một căn đang list khoảng 1.3 triệu, thì để mình coi hai cái đó bán như thế nào. Thì vào thời điểm thị trường hiện giờ á, thì người ta cũng đấu lên khá là cao đấy, nhưng mà để coi xem, để coi, tại mình cũng khó nói, tại vì cái phân khúc 1.000.000 nó khác, phân khúc 1.5 triệu, 1.7 triệu nó khác, để coi người ta đấu bao nhiêu. Yeah, thì con thấy là bây giờ mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn đi lên con đường Ruby Avenue. Càng tới Ruby Avenue và càng đi về cuối đường Tu Lì á thì nhà càng mắc. Ok, chúng ta đang có mặt giữa ngã tư đường Tu Lì và đường Ruby Avenue. Phụng quay đi, đây có một cái stop sign, tới đây mình thắng lại. Thì mình thường hay gọi cái stop sign này là stop sign 2 triệu, stop sign ranh giới 2 triệu. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn vượt qua cái stop sign này thì nhà không còn dưới 2 triệu nữa. Bây giờ các bạn thấy bên tay trái không? Bên tay trái này là một cái khu new development cực kỳ đẹp, nhà toàn là 3.000-4.000 square feet không, và có nhiều. Đây là cái khu nè, cái khu trong riêng biệt này có 4-5 căn thôi. Các bạn thấy không? Có một cái chữ để mình chạy vô cho các bạn nhìn cái. Khu này là cái khu mà mơ ước luôn. Có nhiều lần mình vô đây mình quay mình mơ ước, mình nằm mình ngủ giữa đường luôn, nhớ các bạn, có mấy năm về trước á. Thì khu này á, trong đây á, sống quay nhà quay anh không vậy, trong đây á là một căn á là khoảng chừng nghĩ là khoảng trên 2.5-3 triệu á. Mình nhớ có một căn mới list cách đây khoảng chừng vài tháng, hồi list 2.7 hay nhiều đó. Đây là những cái căn nhà rất là mắc mỏ. Và cái đường Tu Lì này các bạn cứ càng lên cao, vượt qua đường Ruby Avenue là sẽ càng mắc. Thì lên tới trên đó, đó là cái khu đường Murillo. À lúc đó thì là bắt đầu qua different level rồi. À để bây giờ mình U-turn lại nha. Xe kia nó chạy nhanh quá mình sợ. U-turn lại. Bây giờ mình U-turn lại, mình chạy lên nóc luôn. À thì ở đây là bắt đầu mình lên núi rồi. Nhưng mà bây giờ mà để mà phân tích hết trên đây á thì nó mình sẽ không có thời gian đâu. Như các bạn cứ hiểu một số cái key factor là gì. Con đường Southway, con đường Capital, con đường Southway và đường Ngọc Cala là ranh giới 27-48, Capital là ranh giới 22-48, con đường Tu Lì làm trục sinh sống càng đi lên là càng mắc tiền. Ví dụ như bây giờ đấy, nhà trên núi là 2-3 triệu không à. Có cái anh cũng đang xây nhà nhưng mà mình biết, nhưng mà thôi mình không có nên disclose, tại vì mình ta không cho phép mình disclose nhà của ai. Nhưng mà đó, những cái nhà này rất là mắc tiền đó. Có một anh đang xây nhà ở đây nữa nè, thì nhà càng lên cao trên này là càng mắc tiền nha các bạn, là càng mất tiền. Nhà càng lên cao như này là càng mất tiền. À rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên tay phải. Khu này là như là khu này là mình nghĩ khoảng hơn 2 triệu rồi. Hơn 2 triệu rồi. Ồ, mấy nhà này làm đẹp quá. Ở đây có một công viên.
cái video mà mình với Phụng quay, mà cái gì mà thằng Phụng hỏi tao bố trí tá lả là công viên này. Đây bên tay phải là những căn nhà. Những căn nhà ở đây đặc điểm là đất lớn, nhà lớn và mới, mái ngói, landscape cực kỳ đẹp. Các bạn thấy nhà nào cũng có tàu đậu dưới cửa là biết cái độ giàu của họ rồi. Và hàng rào, nhà này quá to. Các bạn mình chỉ cần coi cái nhà đó mắc hay rẻ bằng cái hàng rào thôi. Thí dụ như hàng rào mà người ta xây retaining wall cứng cáp đó, một cục đá thôi là phải 6-7 đồng một cục, mà để một cái retaining wall lên thì bao nhiêu tiền các bạn. Là các bạn sẽ hiểu được khu đó nó mắc như thế nào đó. Thì cái khu này thì nó cũng như đặc điểm chung là những cái khu tốt á, rất ít người bán. Rất ít người bán, cho nên là người ta mua cái tở hoài. Ta mua cái tở tới già luôn. Tại vì sao? Người ta lấy một số tiền đó ta bán xong ta đi chỗ khác, ta không mua được. Dù xưa ta mua ở đây, ta mua ở đây 1 triệu đi ha, anh thí dụ nha. Lúc mà 2008 thì ta mua 1 triệu. Bây giờ nhà lên 2,5 triệu người ta không dám bán luôn. Tại bán đi đâu kiếm căn 2,5 triệu giống vậy không? Bự đẹp, cho nên thường thường mấy cái đặc điểm chung của mình. Cái sạch. Nhưng em sẽ đánh đổi nhiều thứ, Cali có và sẽ không có. Đúng không? Với lại em khùng cái gì qua bển mua nhà 2,5 triệu rồi đóng thế sặc máu luôn. Ok, nè, quay mấy nhà ra đừng quay anh. Nhà đẹp đẹp không à. Ồ, cây nhìn não ơi, cây. Nhà đẹp đẹp không. Ok các bạn. 536 sao ta? Tự nhiên đang 1.48 thôi, 1.6. Làm theo video đừng quen. 1.6 thì xuống 1.6 nói. Giờ đang 1.48. Ủa đầu óc đi đâu. Đã, các bạn thấy không? Á, khu nhà đẹp. Rồi hỏi Phụng coi. Hôm qua đi 127 rồi cuối cùng lên cái khu 127 quá đẹp. Xong hỏi có tiền ở không, nói không. Vậy 1.48 sao? Nếu mà có tiền ở khu trên núi 1.48 ở không? Ở chứ. Lý do? Yên tĩnh. Bên kia cũng yên tĩnh. Location rồi. Nhà đẹp. Kiếm đâu ra đúng không anh? 127 cũng những cái em nói cái hôm 127 qua có mà. Ví dụ yên tĩnh, location, nhà đẹp gì á. Location yên 7 không có đẹp. Tại sao? Đi đường đi xuống. Cái đường lên nó hơi kỳ phải không? Nhưng mà hai cái điều kẹt xe nữa, có đó nhiều kẹt xe nhiều lắm. Sorry. Đúng rồi, hai cái nó có đặc điểm chung là từ đây thả không bên kia xa hơn. Bên kia xa hết, bên kia thả hết đường Fleming luôn. Bên đây thả cái đường Tu Lì là xuống tới rồi. Nhưng mà từ đây ra ngoài tới freeway cũng xa á. Đấy, cũng xa. Mà phải nói nhà ở đây đẹp. Nhà ở đây người ta mua mấy chục năm trước. Chứ giờ tiền đâu mua. Cái cây nó làm hay là nó cũng ồ, người ta tỉa đó, mấy cây còn tròn sau lưng đó các bạn. Ta tỉa không sâu sâu nữa. Dài lòng luôn. À, cũng tỉa luôn, trồng mấy chục năm mới có đó. Không có, không phải muốn đây. Có một cái argument mình ở đây nè Phụng. Là gì phải không? Nếu có 2,5 triệu không ở trên 1.48. À, có một argument như thế. Có nhiều người nói khi mà lên tới đẳng cấp 2,5 triệu rồi á, là sẽ có rất nhiều khu mua được. Ví dụ như 125, 124, 123, 136, 138, 139, 128 nhiều lắm. Thì tại sao phải ở 1.48? Có một argument như thế. À, thì mỗi người nó một cái taste khác nhau. Và thật ra lên 2 triệu á, nếu mà anh có tiền 2 triệu anh sẽ ở 9532. Chắc video tiếp làm 9532 đi. 9532 nó còn cái feel khác nữa, không biết sao nữa, cái feel nó khác. Khúc nào? Hả? 9532 khúc nào? À, Pitman đó. Pitman. Pitman. Ok. Yeah. Nhưng mà cái đó anh lại phải hy sinh cái chuyện gần Việt Nam. Tính ra khu đó em thích hơn nha, tại sao nó nằm giữa Việt Nam? Không, giữa... em đi về Việt Nam tao xa lắm. Nhưng mà thôi để bây giờ sao lại 9532 đi. Nhưng mà 9538 thì ok đó. Bây giờ mình chỉ còn thiếu một cái chỗ nữa thôi. Mình với Phụng sẽ đi là cái khu Quimby. Thì khu Quimby cũng ok. Nó rẻ khu này nhưng mà nó đi học trường Silver Creek. Thì bây giờ mình đi nha các bạn. Ok, được. Ok các bạn. Đây, bây giờ mình với Phụng sẽ chạy đường Ruby Avenue. Trước khi mình về khu Quimby thì quay cái đường Ruby. Đường Ruby này được coi là linh hồn của 9048. Hãy tới 9048, anh ở đâu? Tôi ở Ruby Avenue. Lại ô, ông này giàu, nhà triệu 9, triệu 8, triệu 9 không? Hồi nãy là mình lên trên Ruby, còn giờ mình đi trên đường Ruby. Ở nhà nó nhiêu? Nhà nó đâu? Ruby Avenue là người ta tự hiểu một cái khu neighborhood cực kỳ đẹp. Nhà rộng rãi mà quẹo vô đại một cái đường nào cắt ngang đi chứ mình nói các bạn cũng không hiểu đó. Là người ta sẽ hiểu là nhà cực kỳ đẹp, nhà rộng rãi, ít xe. Các bạn đó, những cái gì mình đang diễn tả các bạn đang phơi ra trước mặt. Nhưng mà trên đường Ruby này thì có thể nó chỉ sắp xỉ 2 triệu thôi. Mình thấy khó bán nha. Có chứ phải là không. Khó bán những cái căn nhà trong khu Ruby mà trên 2 triệu. Có chứ phải là không nha. Còn cái khu mà đi trên Ruby nữa thì bán 2,5 triệu nhiều lắm. 2,5 triệu nhiều lắm. Nhưng mà cái này đang chạy cái đường này không biết có thông lên mấy khu nãy là bắt đầu càng thông lên trên đó là càng lên 2,5 triệu đó. Đó, các bạn thấy nhà rất là đẹp. Đó, bởi vì hồi xưa mà thời người Ấn người ta chưa có tràn về đây á, thì khu này là khu của Việt Nam mình. 9048 là Việt Nam không.
mà lúc mà mình chuyện năm mới qua hồi năm 2008 á, hỏi mấy người về khỏi anh gì anh ở đâu tới, cái quên nhà anh ở đâu, nói nhà tôi 908 là ô tao khoái liền, ô này nhà giàu ngon ha. Còn bây giờ thì cũng như vậy nhưng mà không như xưa nữa, hồi xưa người ta mê 908 vậy đó. Và bây giờ mình cứ chạy dọc con đường Ruby Bì này, mình tới luôn ngay cái trường gì đó, High School, Evergreen High School luôn, để mình chỉ cho các bạn cái lý do mà tại sao càng về bên tay phải của đường Tu Lì á, mà càng lên núi á, thì nó càng mắc. Đó là tại vì cái trường này, để mình chỉ cho các bạn. Trường này là trường chính điểm, nếu mà các bạn nào có coi cái video mình phỏng vấn Thiên á, thì nôm na là các trường học ở những cái khu mà có nhiều học sinh giỏi, cái tốc độ ra trường và vào những cái trường đại học cao điểm nhiều thì điểm được chấm cao. Những cái trường nào mà có ít học sinh tốt nghiệp và vào những cái trường đại học giỏi ít thì được chấm điểm ít, như thế thôi, chứ nó cũng không có hoàn toàn không có khác gì nhau lắm về chương trình học. Đó là cái quay đường Ruby đi. Bây giờ mình cứ đi thẳng nha, từ mình đi Tu Lì gặp Ruby vào phải và mới chạy Ruby chạy thẳng hoài luôn, thẳng hoài luôn tới ngã tư là mình sẽ gặp trường Evergreen High School. Có một cái căn màu xanh lá cây bên tay trái bán cách đây 3 hay 4 tháng, bán 1.8 triệu đây, căn này 1.8 hay 1.9 gì vậy? Đây nè, đúng rồi căn này nè, 1.8 1.9 triệu nghe đây. Đây là đường Norwood nè các bạn. Đường Norwood này cũng là cái đường rất đẹp nha. Cái trục này là cái trục song song với cái đường Tu Lì. Hồi quẹo luôn, nó sẵn rồi quẹo luôn đi. Nói phải làm đúng rồi các bạn hiểu. Đường Norwood này á, nó gần giống như cái đường Cunningham. Tức là đường nó lớn, đường một chiều lên chiều xuống thôi, nhưng mà đường lớn. Nó giống như đường Cunningham và đường Flint Avenue vậy đó. Và các bạn thấy nhà hai bên rất đẹp không? Chỉ có duy nhất cái con đường Norwood này chưa cần lên tới Ruby là đã có những căn nhà bán 1.7, 1.8, 1.9 rồi. Hiện giờ đang có một căn đang list trên đường Norwood 1.695, mình nghĩ sẽ bán khoảng 1.850, bởi vì khơm của nó là 1.9. Cái đường Norwood này nó mắc một cách không có khó hiểu. Các bạn nhìn thấy rất đẹp, đẹp không? Không có xe đậu gì hết trơn, rất là đẹp. Trời, nhưng mà cái đường Norwood này mình thấy là tương đối mắc tiền đó. À, bây giờ cũng không cần phải chạy lên khu Ruby chi. Vậy nói vậy sơ sơ các bạn hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ chạy dọc về và mình quay thêm một cái đoạn đường khu 948 trung tâm công giáo và khu Quimby nữa là sẽ đủ bộ 948. Ok. Mình đang đứng ở góc đường, cái chỗ này là đường Quimby và đường White. Ở phía đường này Quimby á thì là nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ giao hai bên đường, cả hai bên đường luôn, nó sẽ giao động khoảng từ 1.4 đến 1.6, tại vì trường cấp 3 đi học trường Silver Creek. Còn bên phía bên đây á là càng lên núi, như mình phân tích hồi nãy, càng lên núi Ruby nó càng mắc 2 triệu mấy. Nhưng mà các bạn thấy một số cái địa điểm mà để công cộng để các bạn có thể nhận biết, cái đối diện bên đường á là khu đó gọi là khu chợ Mom, chợ của người Philippines, người dân cư đây người ta gọi là chợ Mom. Trước mặt của mình á là nhà thờ trung tâm công giáo, người ta hay đi lễ. Thì cái hướng này, thì cái hướng Tu Lì là bên đây, thì cái hướng xéo sau lưng chợ Mom này nhà rất mắc tiền, bởi vì trường học của nó cấp 1, cấp 2, cấp 3 là 7, 7, 9. Còn cái hướng bên Tu Lì á, nhà rẻ hơn, tại trường học 3 cấp của nó là 5, 7, 9. Tuy nhiên cũng ngừng ngang ngửa như nhau. Nhưng mà phía sau lưng này những con đường như Remington hay gì á, thì là rất nổi tiếng của người Việt Nam chúng ta biết rồi. Thì giá nhà có thể dao động trên 1.5 triệu lên tới 2 triệu, tùy cái độ cao mà các bạn đi. Càng vô sâu nữa thì nó càng mắc. Có một chút xíu cái khúc bên tay phải của chợ Mơm này nè, thì giá nhà khoảng 1.3, 1.4 triệu thôi. Lý do là vì họ không được đi học trường Silver Creek, cũng không được đi học trường Evergreen luôn. Thì cái khu đó ít có người mua hơn. Còn nếu mà đi dọc xuống dưới nữa thì chút xíu nữa mình chạy xuống đường Avon. Thì mình cũng không muốn quay cái khúc đường Avon, tại vì đường Avon càng lên thì nó có thể sẽ bị giáp với 95135. Nhưng mà có thể mình đi lên xe quay một số cảnh đẹp cho các bạn xem thôi. Thì đó là gần như toàn bộ về 9548 rồi đó. Thế nếu mà mình phân nhỏ ra cái độ phân quá như 48 á, thì thật sự là không đủ thời gian, một cái video sẽ quá dài. Thì mình chỉ nói như vậy được, các bạn mở bản đồ rồi bạn coi. Chạy người theo ha. Ok. Ok, chúng ta đang đứng ở góc đường Avon và San Felipe. Thì cái con đường Avon này là cái đường San Felipe là đường kéo dài cái đường Wairo nha các bạn. Tới đây nó đổi tên San Felipe. Nhưng mà đường Avon là cái ranh giới giữa 95148 và 95135. Bên kia là trường Evergreen College đó các bạn. Thì 95 là different animal, nó còn mắc hơn nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ có những video để phân tích về 95135. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái đường Avon. Một số căn nhà bên tay trái vẫn thuộc về 9148. Có một khu nhà rất đẹp, có một cái hồ nhân tạo rất đẹp. Thì lâu quá mình không đi, mình không biết có nhớ hay không. Thì mình tới đó mình quay cho các bạn xem. Và mình sẽ làm một shot cuối cùng tại cái chỗ đó ha. Rồi, các bạn theo chân mình. Ok, mình đang đứng ở cái ngã tư này.
bên tay phải mình là cái hồ mà hồi dịch Covid á, mình hay tới đây mình ngồi bắt ghế nói chuyện với các bạn á. Cái đường này mình không biết tên đọc sao, Chateau du Lac, chắc tiếng Pháp hay gì đó. Thì các bạn thấy bên tay phải à, nhà quá đẹp luôn các bạn. Coi nè, quay quay không? Nhà quá đẹp luôn, nhà mới, mái ngói đâu ra đó đàng hoàng, nó không có sự gọi là mình cảm giác yên bình á, nó không có sự sô bộ. Tức đẹp ở đây không phải là một cái tiêu chuẩn là đẹp modern, đẹp mới mẻ, mà đẹp là gì? Đẹp sạch sẽ, đẹp gọn gàng những cái năm về trước. Cây cối người ta cắt tỉa đẹp, landscape đẹp, đó là cái đẹp đó là cái đẹp của San Jose rồi, chứ không phải là các bạn vô new development bạn xem mấy cái nhà modern thì cái đó khác nữa. Rất rất là đẹp, rất là đẹp. Yên tĩnh, ít xe. Đương nhiên là đây không có ai xe phòng á. Nhà ở đây mình nghĩ chắc không dưới 2,5 triệu. Nếu kiếm một căn dưới 2,5 triệu mới có lội mắt à, mình nghĩ không có đâu. Cho nên ở đây là những người enjoy làm rất là có tiền. Mà mình thấy ở đây là ở là xuống nhất các bạn. Bước ra là có cái hồ liền, đi xuống hồ coi quá đẹp. Phụng có ra cái hồ này bao giờ chưa Phụng? Chưa. Hồi mùa dịch đó anh ra đây ngồi hoài luôn. Nếu mà anh này không biết ở đây có hồ này đẹp không? Nếu mà ở San Jose mà anh có tiền anh nghĩ ở khu này ok chứ. Theo anh thôi nha, có nhiều người ta thích. Tại vì anh á, là anh phải đặt cái tiêu chuẩn là trong vòng cỡ 10-15 phút về tới khu Việt Nam thôi. Ăn phở, ăn bún bò đồ á, vừa tránh đi cái sự soi bồ soi bộn của khu Việt Nam mình, được yên tĩnh, nhà đẹp tốt, mà vừa muốn thì có thể commute gần. Ví dụ mình thấy có nhiều như nhiều người bên Việt Nam muốn đi ra mấy cái quận xa xa ở ngoài để tránh đi cái sự ồn ào của thành phố, yên tĩnh, nhưng mà khi muốn thì có thể vô trung tâm được. Vậy là ok. Nếu mà có tiền ở đây không Bộ? Cũng ok thôi. Ghê cha, chơi đâu? Nếu thực sự có tiền nha. Nếu mà tại tính em thôi, em không ngại đi xa. Em sẽ ở khu mấy khu là Ao Bình Đình đó, mà dưới sâu Nam luôn, hoặc là Saratoga. Saratoga 2,5 triệu là gì có. Saratoga 2,5 triệu khu... không có. Saratoga anh nghĩ phải 4 triệu. Saratoga không có đâu. Ao Bình Đình 2,5 triệu có thể có, nhưng mà Ao Bình Đình cũng khá thú vị á. Ao Bình Đình là em thích cái kiểu kinh trì sai rồi. Ao Bình Đình là nó vắng hơn, nó đồng quê hơn. Thì có trắng thể... nhiều nhưng mà. Yeah. Có thể là video tới mình có thể 9/1/20 hay là 9/1/32/36. Nói chung 20 thì thật sự mà nói người Việt mình cũng ít người ở. 20 là người Mỹ trắng họ ở nhiều, hoặc là những người ở bên Việt Nam qua mua sau này, bởi tâm lý họ thích là miếng đất bự chà bá, trồng cây trồng vườn gì đó không biết thì là họ thích. Ok, em còn gì phát biểu nữa không? Đến là em không biết ở đây có cái hồ đẹp thiệt chứ. Quay cho bà con xem anh. Mọi mùa dịch có mấy con dịch nó bơi lội, mấy con rùa lum hết trơn. Ok, thì đó là một cái sơ khởi gần như là toàn bộ những khu vực thuộc về 95148. Hy vọng mình với Phụng, hy vọng là qua cái video này có thể đem đến được cho các bạn, các anh chị, cô chú bác cái nhìn thấu đáo hơn về cái bản đồ zip code 95148, cái giá nhà cũng như cái sự phân hóa của nó, để mình có thể chính xác hơn trong những quyết định lựa chọn mua nhà của mình. Một cái điều mình muốn lưu ý ở đây thôi, nãy giờ em đi 95148 em có suy nghĩ ra cần lưu ý gì không khi mua nhà? Ví dụ em có một cái người khách muốn em chọn nhà 95148. Cần em đấu nhà, em nghĩ cái lưu ý gì không? Bây giờ thấy com thì cỡ phải 1,5 triệu đổ lên, nếu mà khu tốt. Tùy khu, khi tùy khúc nào nói nữa. Không? Rồi đôi khi người ta phải đi chi tiết hơn nữa, người ta muốn ở cái đường nào, con đường nào, khu nào nữa, chứ không phải là 95148 không, 95148 cũng có khu tốt, khu xấu chứ. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải như thế, vấn đề ở đây là khi em rent com á, em phải lưu ý là cái com có thể không chính xác, bởi vì cái sự phân hóa của nó không có xa như nó phải bảy, sự phân hóa của nó gần nhau nữa. Ví dụ như ngay ranh giới đường khuyên bì em đi ngược về đi học Silverick đi lên lại học 779, do đó khi lên com em mua một căn mà bánh sát ngay ranh giới đó, có thể phải lấy cái com bên kia nhưng có thể nó không chính xác. Nhưng mà cái điều đó nó sẽ vô tình làm là cái giá nhà của mọi khu những năm tám lên điều luôn. Tại vì thật sự mà nói cái người mua, cái người list, cái người agent mà hướng dẫn cho cái người mua quyết định rất là nhiều. Họ lên cái cơm đó mà họ đưa cơm cho người buyer, chứ chắc người buyer nào cũng hiểu cái khu vực đó sâu sắc. Đó là lý do tại sao mình làm những cái video như thế này. Thì người buyer, cái cơm đó như vậy thì đấu lên thì cũng có thể. Do đó khi nhiều khi mà các anh chị nào mà hiểu càng nhiều á, đấu thua càng nhiều là như thế. Cái khu này vậy mà đấu sao đấu 1,6 triệu được, chừng nào qua bên kia được 1,6 triệu thì mình đấu 1,4 triệu. Nhưng mà cái người agent khác họ không hiểu,
họ rên cơm, họ rên sai cơm thì họ kêu bay ở, họ đóng 1.5-2 triệu. Nhiều người thì sợ là bị short appraisal tiền sao, không có tiền, nhưng mà thật sự á, cái job của nhà băng là nó muốn mình mượn được loan để nó kiếm được tiền. Cái loan là cái product của nhà băng tạo ra để kiếm tiền của mình. Cho nên ít khi nào nó làm khó dễ mình, nó làm cho mọi thứ để cái giá nhà thụt lắm, ít lắm. Anh thấy cho đến ngày hôm nay anh chưa bị căn nhà nào appraisal thụt hết. Và nhiều người bạn của anh cũng như thế. Giờ khi anh khùng quá em bít lên 300-400 ngàn thôi. Do đó đó là cái mà chúng ta phải lưu ý, hết sức lưu ý về giá nhà. Ok. Rồi ok, cảm ơn các cô chú bác, các anh chị và các bạn một lần nữa. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các sức code tiếp theo.